Chào em, anh rất vui được gặp em. Chào anh, em cũng rất vui được gặp anh. Cô tên gì? Cô tên Thùy. Cô làm nghề gì? Cô là giáo viên tiếng Việt. Cô làm việc ở đâu? Cô làm việc ở trường VUS. Cô sống ở đâu? Cô sống ở quận 7, ở Sài Gòn. Anh là người nước nào? Anh là người Pháp. Anh là người Mỹ. Anh là người Canada. Anh là người Hồng Kông. Em khỏe không? Em khỏe. Em không khỏe. Em hơi mệt. Em cũng bình thường. Dạ khỏe, cảm ơn anh.